Thổ kiếm Dogoken Gekido, thanh gươm này chỉ xứng đáng ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Thanh gươm sở hữu bởi Ryo Ogami, một kiếm sĩ kỳ cựu trong Master Blow God, kết hợp cùng một quyển Wonder Book cũng mang sức mạnh từ đất đá, cũng phần nào làm lép vế sức mạnh thuần túy của thanh thổ kiếm. Tạo hình là một thanh gươm với toàn bộ kim loại cũng như lưỡi kiếm cam kéo dài, thanh đại kiếm với những đường khuyết nằm ở giữa thân kiếm. Có lẽ đây là chi tiết để giảm nhẹ phần trọng lượng của thân kiếm, giúp người dùng dễ dàng sử dụng hơn. Một phần biểu tượng nhỏ gương mặt của Buster được trang trí trên phần cán kiếm. Điểm mạnh vượt trội của thanh thổ kiếm là sức mạnh cũng như những đòn tấn công chất lượng mà nó mang lại cho người sở hữu. Nhưng đó đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng của thanh thổ kiếm. Một người sử dụng thuần thục như Ryo Ogami cũng phần nào khó khăn khi sử dụng thanh thổ kiếm này. Ông tận dụng rất tốt, nhưng nó vẫn để lộ điểm yếu chết người về tốc độ. Những kẻ thù không đối mặt trực tiếp với sức mạnh to lớn từ thổ kiếm, dễ dàng có thể né tránh những đòn tấn công của ông. Lực chém của thổ kiếm mạnh tới mức tạo ra những cơn địa chấn, cũng như tập hợp sức mạnh của đất đá, tăng cường kích thước cũng như phạm vi tấn công, nhưng vẫn không thể nào bù đắp được nhược điểm về tốc độ của thổ kiếm, nên Dogoken Gekido chỉ đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng.